thuốc cái đây thì có năm năm thì có khoảng độ một hai tháng và vài tháng cuối cùng là không đấu thầu, không lấy được thuốc đấy. Thực ra bây giờ thì họ bình bây giờ một thuốc tiêm rồi ạ. Và thuốc tiêm thì một lọ morphine ạ, đây là morphine ạ, một lọ morphine như này chúng ta sẽ lấy ra một cái bơm 1 ml ạ. Một bơm lít thì nó sẽ được thành đây là tôi sẽ số 10 đấy, số 10 thì mỗi lần chúng ta tiêm thì chúng ta tiêm dưới da kiểu như tiêm tiểu đường ấy là 2 mg đấy. Mỗi lần tiêm chúng ta tiêm trong tay như tiểu đường là tiêm 2 mg đấy. Đấy là cho bệnh nhân mà mới bắt đầu tiêm morphine, đúng trường hợp bệnh nhân có thể là chúng ta tiêm 2 mg mà trong khoảng độ đến 2-3 tiếng bệnh nhân vẫn đau nhiều thì chúng ta có thể tiêm đến 4 mg đấy, 4 mg thì xem xong bỏ đánh giá và đánh giá lại khoảng 4 tiếng đánh giá lại là xem bệnh nhân đánh giá lại xem bệnh nhân xong là 4 tiếng chúng ta lại tiêm tiếp và đánh xong chúng ta sẽ đánh giá lại trong ngày hôm đấy bệnh nhân sẽ khoảng độ dùng bao nhiêu miligam mỗi tiếng. Chúng ta sẽ chia liều này, có thể là bệnh nhân dùng 2 mg, có bệnh nhân dùng có nặng hơn nữa thì dùng 3 mg, 4 mg. Nhưng dùng liều đầu tiên chúng ta chỉ là 2 mg tiêm dưới da thôi. Vâng, 2 mg tiêm dưới da. Cái này tiêm theo đúng như theo thuốc tiểu đường nào thì chúng ta lấy tiêm dưới da rất dễ. Chúng ta về hướng dẫn thì là bệnh nhân có thể được tiếp tục tiêm được. Và người nhà hướng dẫn người nhà phải tiêm được. Đấy, không là lúc là mỗi lần đau mà người ta sợ, nhiều người ta sợ không cần tiêm bao giờ, thế là người ta không cần tiêm. Thì hướng dẫn thì một lần sẽ người ta sẽ đi, hướng dẫn là người ta sẽ tự tiêm, hạn chế được cái mỗi lần bệnh nhân tự gọi thì sẽ vất vả, mình đi vất vả. Và bệnh nhân người ta đau thì những lần đi gọi xong là những thuốc đã chưa đi được, người ta đã không chịu được. Hiện giờ bây giờ người ta hạn chế đến bóc đấy. Nhà mình thường thường là cái đây chắc các bác cũng có cái bóc đúng không? Cái bóc nhiều bệnh nhân tiêm ở một bệnh nhân dùng thì 2 liều một ngày, dùng thì 2 liều một ngày. Đấy, cái bóc là người không biết cách liều lượng, cứ tiêm dùng thì 2 liều. Thành ra bệnh nhân nghiện thuốc. Còn cái liều thứ hai ấy, vâng, liều thứ hai thì những bệnh nhân mới ung thư rồi, giọt bốn đấy, giọt cuối đau nhiều lắm, đau không chịu được, tiêm dưới da không ăn thuốc, tiêm dưới da chúng ta tiêm dưới da nó kéo dài cái thời gian, kéo dài cái thời gian ra ung thư giảm đau cho bệnh nhân rất nhiều, tiêm tĩnh mạch là ăn luôn đấy. Chúng ta sẽ lấy khoảng 9 ml cất và chúng ta lấy một lọ morphine pha vào, sẽ mỗi lần tiêm 2 ml tiêm tĩnh mạch, tiêm luôn tĩnh mạch đường tĩnh mạch thì sẽ chúng ta sẽ chia được 5 lần, từ kia miligam sẽ tiêm 5 lần đấy, một ống chúng ta chia 5 lần nhé. Bình thường trước là chúng ta sẽ còn tiêm một ống một từ một bệnh nhân một ngày. Nhưng mà đau nhiều ấy, người ta dùng 2 ống, 3 ống thật đấy. Và khi nhiều quá thì xin lên người ta nghiện. Thì pha còn lại chúng ta để bình thường, không có gì để 2-3 ngày thứ tư. Và để ra tay cho đảm bảo cái khuẩn. Vâng, cái này nó là gì? Chúng ta tặng bằng kim luồn. Chúng ta nên tặng bảo nhân mua bằng kim luồn. Đấy, tặng bằng kim luồn đấy, mỗi lần tiêm chỉ 2 ml thôi ạ. Tiêm 2 ml là bệnh nhân đã đỡ đau luôn. Trong vòng khoảng độ 5 phút quay lại thì còn đau không, đã đỡ đau. Đấy là tiêm tĩnh mạch. Đây là bệnh nhân đến ra cuối đã không chịu được, tiêm ra người ta không ăn thuốc. Thì bắt buộc chúng ta phải tiêm tĩnh mạch. Mà thường trên em thì thường thường là bệnh nhân tiêm tĩnh mạch là nhiều. Đấy, tiêm tĩnh mạch nhiều tại vì là bệnh nhân đến dần cuối rồi. Lên là toàn là đau đớn các thứ là bạn nên đi nằm viện ạ. Một và một lọ ăn là tiêm chưa, các bác ở nhà là cũng tiêm một phát một ống và cái bắp luôn. Đấy. Để
thành ra là bệnh nhân vừa uống morphine này, vừa bệnh viện này, không hiệu quả nhiều. Chúng ta nên đặt cái kim luồn cho bệnh nhân để mỗi lần tiêm để hướng dẫn một người nhà, hướng dẫn tiêm người nhà có thể tự tiêm được qua đường tĩnh mạch mỗi lần chỉ 2 ml được. Nếu mà bệnh nhân nhiều bệnh nhân người ta đau quá không chịu được thì tiêm trong vòng khoảng 1 tiếng người ta vẫn thấy đau thì chúng ta phải tiêm lên 2 ml lần 1 ml. Đấy, cũng như liều miligam thì tiêm chúng ta sẽ. Vâng, ở đây các quý anh chị còn có tiếng hỏi không thì để em có thể em giải thắc mắc được. Chúng ta hạn chế tiêm bắp của nhân cũng được đấy, nhưng mà tiêm bắp thì nó nhiều lúc bệnh nhân ngại tiêm này, có đau tiêm dưới da thì thường dễ nhất. Các bạn tiêm dưới da, tiêm dưới da thì nó kéo dài được cái dòng đau của bệnh nhân rất là lâu và kéo dài là đau này, tiêm bắp thì nó như lâu. Vâng, đây là số 10 đây. Đây, số 10 đây ạ. Đây, vâng.